Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Lành Cho Người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề khá là thú vị, đó là nền tảng vững chắc. Qua câu gốc Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 10, lời Chúa chép rằng: và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Amen. Chúng ta sống trong thế giới tươi đẹp nhưng đầy đổ vỡ này. Vì vậy, việc trải qua nhiều mức độ đau khổ khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Ơn Chúa đối với những tín đồ của Chúa Giêsu, điều đó cũng chỉ là tạm thời. Phi-e-rơ là một môn đồ, sứ đồ và bạn thân của Chúa Giêsu đã viết như sau: và Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em. Amen. Ngay trước khi viết những lời này, Phi-e-rơ nhắc dân sự của Đức Chúa Trời rằng họ không phải là những người duy nhất chịu khổ. Trên thực tế, có những tín đồ trên khắp thế giới đang đối mặt với những thử thách và khó khăn vì đức tin của họ nơi Đấng Christ. Và Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Bởi vì Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo mà chúng ta không thể có, đã chết cái chết tàn bạo mà lẽ ra chúng ta phải chịu, và đã sống lại để chúng ta có thể ở bên Ngài mãi mãi. Chúa Giêsu có thể mời gọi chúng ta chia sẻ sự vinh hiển đời đời của Ngài, một vinh quang còn đến đời đời và con người chúng ta không thể hiểu hết được. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức. Đối với những người ở trong Đấng Christ, sự đau lòng chỉ là tạm thời, đau khổ là tháng qua, và ngay cả sự chết của cũng chỉ là ngắn hạn. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt một lần và mãi mãi, xóa bỏ nỗi đau, nỗi buồn và than khóc mãi mãi. Đức Chúa Trời sẽ đổi mới mọi sự. Cải Huyền chương 21 câu 4 đến câu 5 và thiết lập anh chị em. Nền tảng vững chắc đó đã được thiết lập trước khi bắt đầu của thời gian. Đó là một nền tảng tốt, một nền tảng chân chính và một nền tảng vững chắc. Không có nền tảng nào khác xứng đáng hơn với sự tin tưởng của chúng ta. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn đang trải qua, bất kể khó khăn khủng khiếp hay đau lòng đến mức nào, bạn có thể bám vào thực tại tương lai này. Trong khi đau khổ là không thể tránh khỏi, bạn có thể biết rằng ngày của điều đó đã được đánh số. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn ân điển của Ngài như thế nào? 1. Đức Chúa Trời đang thay đổi cách tôi suy nghĩ. 2. Đức Chúa Trời ban cho tôi hy vọng rằng sự đau khổ của tôi sẽ không kéo dài mãi mãi. 3. Đức Chúa Trời đang nâng đỡ tôi khi tôi trải qua một giai đoạn khó khăn. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, cảm tạ Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Ngài đã sai con của Ngài để chúng con có thể trải nghiệm sự đời đời với Ngài. Lời của Ngài nói rằng Ngài sẽ khôi phục chúng con và làm cho chúng con mạnh mẽ. Xin làm cho chúng con sẵn lòng để Thánh Linh Ngài biến đổi cuộc đời chúng con. Và khi Ngài làm điều đó, xin hãy tiếp tục ban cho chúng con hy vọng rằng sự đau khổ của chúng con sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài học Kinh Thánh ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.